Đây các bạn, cái nấm này nè, nó bự nè. Cái này là khoảng 5 đồng 65 nè. Thì 5 đồng là khoảng bao nhiêu đó? 10 đồng là 200, thì 5 đồng khoảng 100. Thì khoảng cứ cho là 100 mấy ngàn đi. 110 ngàn cũng được đó. Mình sẽ đem cái này đi luộc các bạn. Luộc xong rồi chấm với lại nước mắm. Có nhiều bạn yêu cầu mình ăn nấm quá trời luôn. Ở bên này mới thấy nấm bự quá nè, chơi luôn. Ê các bạn, ở trong nhà này muốn làm video khó quá trời. Một hồi nhặt tung bên này tung bên kia tùm lum hết trơn. Đây các bạn, nấm khổng lồ đây. Hôm bữa mình đi chợ mình có cho các bạn xem nè. Bự trời ba lửa, mình luộc. Cái này là nước chấm nè. Bà ăn thử miếng nghe. Ăn đi. Ăn thử. Sắc rồi. 20. Ông già nói không đi lấy. Ông được biết lắm. Ông già nói không mua đâu. Thấy cái bòn. Ngon không? Cắt ra. Muốn ăn không? Nó cắt thử. Ăn thử. Ừ. Nó cắt bằng miếng miếng á. Miếng thôi, miếng nhỏ thôi. Bự ra, nhỏ thôi, ăn nhiều ngán. Các kiểu kia ăn cái đó nó sớm. Ăn giống như kiểu... Rồi. Nó là khỏi chấm. Khỏi chấm, thử. Coi nó ngọt không biết liền. Trời ơi, nó gớt nha. Ghê à? What? Ghê đó. Ăn không? Ừ, chút à, ăn cơm à. Đâu ghê. Con bé béo chồng không? Nhưng mà sao phải cắt gì nè, cắt ngang á. Ngon hả? Nó nóng quá. Nó đó nóng mà nhiều nước, cắn nó nhiều nước quá. Bắt đầu tay lượt chương trình qua tiếp. Jason, can you stop please? Anh cua không? Cua còn cái này. Nó đi đuổi con nó đi rồi. Nó giòn quá không? Cắn không được luôn. Cái này mà để cái microphone gần á. Trời ơi, nó giòn. Cái miếng này có 3 miếng rồi. Nhỏ xíu rồi. Tại giờ ở đằng sau á, nó chói, hôm qua mình thấy cái video á, nó bị chói các bạn. Bên này thì đang giặt đồ, đang xếp đồ. Nói chung ăn rất là giòn luôn các bạn. Đây mời các bạn miếng nè. Ở nhà thì ăn nhiều lắm, các bạn ăn hoài luôn. Nhưng mà có điều, tại vì tối ngày ở nhà xem phim, không có làm video được. Bị dính bản quyền á. Hải xin hải. Mình đã say hải, cảm nhận. Em có say hải. Mommy, I want to eat. I want to put some water in here. Come here, come here, you sit here. Mommy sit there, okay? You sit
Trời ơi, nó ăn giỏi lắm các bạn ơi. Nó mê luôn á. Okay, go sit down. I want some water. Okay, you sit here every night. You eat gum, okay? Get wise. Why? Why you do like that? I don't know do that. Okay, let's go sit next to Nak. Yeah, good boy. Yes, move it. Okay, say hi. Hi. Say hi. Hiya. 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 Là chào bà ngoại. Hello, yeah. Okay, put this one down. Okay, don't kick the table, okay? Okay, good boy. Hello, yeah, Pat. Hello, yeah, Pat. Yeah, Pat là vợ của ông già két két á. Yeah, hello, Bonju. Bonju, ông già két két. Mommy and Daddy. Open your mouth. No. Is it hot? I want to put water in yes, here. Yes, wow, that's in here. Oh. What happened? Hot? Hot or two? Maybe this one is good. Giống như là cái ấy luôn. Mất đi luôn rồi. Chắc nó chê đồ ăn tôi làm. Mà gia đình của mẹ miệng á, không phải là không có đi làm đâu, mà là lấy vacation á. Nhưng mà mẹ Mary thì không lấy vacation được. Còn mấy người này thì nghỉ tới qua năm mới thì mới đi làm lại. Thì cái đó phải lấy vacation. Chứ nếu không lấy thì không có nghỉ dài vậy. Còn bầu nhí. Thì tất cả mọi người, ông xã cũng vậy. Ông xã cũng lấy vacation. Ông xã là cà chớn. Ngon. Ăn hả? Cơm. Ăn cơm hả? Em bới hả? Đâu cần đó, thịt bới được rồi. Ăn tự bới. Cơm. Lớn rồi. Tại vì lạnh. Bye bye. Chết bà, cái nồi cơm bên kia. Mình xíu đi. Ngon quá. Nhà mình được để trứng lên luôn. Ngon vô cho thoải mái. Ok. Ngon con thấy cũng được. Cái này mà làm với nấm khô lạnh á, ngon. Mình mua rất là nhiều. Nhưng mà ở ngoài nó giòn hơn. Nhưng mình có thấy ăn không biết ở ngoài. Ở ngoài giòn hơn thiệt mà. Dạ. Mình mua 6 cây bự vậy luôn. Chắc không ai ăn đâu các bạn. Mình đang suy nghĩ không biết làm món gì từ nấm này. Luộc chấm muối. Luộc hoặc là xào được không ta? Nó chưa thấm lắm đâu. Thịt kho phải để lâu chút xíu được. Thiếu nước mắm à. Nước mắm đó hết rồi. Nhà còn nước mắm không? Còn. Cái này thôi không? Dạ. Cái này mắc tiền. Nước mắm bên này rất là mắc luôn ạ. Mắc hơn bên mê nhiều. Nó không thích rồi. Mắc đi hết tiên mắm mặn hơn xà. Nó vừa ngon. Mắc 5 lon luôn à. Hơn 1 lon rưỡi rồi. Mình kho thịt với nước dừa, nước trứng, sườn. Thử lại. Ăn đi. Ngon. Ớt à? Nhà rất là nhiều món luôn. Nhà nhiều đồ ăn. Với lại nuôi ham. Ham nấu cho ba ăn. Ba mẹ. Ham thấy đi ra ngoài giống như là thấy me nè. Có me non nữa mà. Me mà còn tươi luôn á. Có cốc non nữa, cốc ngon lắm luôn. Cốc Thái Lan. Cốc Thái Lan còn non luôn. Mới mua mới tự lựa luôn, họ cho mình lựa luôn. Còn bình thường mình mua trong cái, họ để trong cái dĩ á, mình không có lựa được. Mình chỉ lấy cái nào mà ấy thôi, lựa cái dĩ thôi. Còn cái này là họ cho mình lựa từng trái luôn. Tại họ đang sắp á.
còn họ sắp thì họ để trái non rồi trái già trái vàng chung chút chút chứ không hiểu gì hết. Còn mình lựa là mình lựa trái xanh luôn. Hai các bạn, mình ăn cơm đói bụng rồi, sáng giờ chưa ăn gì. Ăn cơm xong đút cho nó, ăn cơm xong uống thuốc. Định ngày mai đi chợ trời, không biết. Để vậy nóng lắm. Nóng. Cơm nóng, canh nóng, để cho thịt nóng, ăn rất là nóng luôn. Nên bình thường em ăn là em sẽ múc cái chén khác. Ok, vỡ. Sườn à, chặt hết luôn hả? Dạ. Thấy ít quá à? Hết rồi. Nãy em mua thấy ít. Ở đây họ để sẵn. Cua đây, cua hôm qua nè. Cái gì vậy? Ai biết đâu, chuyên sản. Để chút thấm nữa còn hơn. Cái nào phải để chút nữa. Thịt kho phải lâu. Mà tụi nhỏ lấy bụng nên nó múc à. Em cái cũng lấy múc à. Múc nó đút ba đứa hay gì? Cái gì? Cái cây quay phim này cũng quá hả? Không okay. Cái này cây không phải cây quay phim. Cây để chụp hình thôi. Selfie. Tại cũng đâu có cái cây đứng đâu. Cái này lấy của cái kia gắn vô. Thì so với cái chân này nè, nó quá cao nên thật ra nó không được vững. Thịt để lâu chút nữa không còn. Em nói rồi. Anh đói bụng rồi. Thịt kho để lâu nữa không. Đúng ra là cái này em phải kho sớm thì mới được. Kho à, ráng sớm. Kho sớm xong rồi tới trưa mình ăn. Còn cái này mà tới trưa rồi em mới kho mà. Mới kho chưa đầy nửa tiếng mà. Cái trứng á lạ lắm, cái trứng có hai trứng luôn á. Ờ có trứng hai trứng mà. Hai lòng đỏ luôn. Hai lòng đỏ, khó mà. Ủa anh tưởng tại vì cái trứng gì hai trứng anh nói ủa. Cái trứng nó có hai lòng đỏ em nói cái trứng gì hai trứng á không hiểu. Thì anh cũng không thắc, cũng thắc mắc anh muốn nói sao kìa. Không muốn ra cột. Ăn ngon. Ốc lại ngon hơn cái này các bạn. Ăn ốc không quá. Ốc rất là mềm luôn với lại nước cốt dừa. Ốc rất là mềm mà ngọt béo. Nhưng mà anh thích ốc kia hơn. Ngon. Ốc hương, giống như ốc hương mà ốc biển. Không biết kêu bằng ốc gì mà. Hỏi ai biết nói hỏi gì mà. Ở biển mình không có gành. Trang hai miếng nước, kia kìa, anh làm lại kìa. Vừa ăn thôi. Lúc đó thì cái nấm này nè, cắn không được luôn đó mà. Cắn nó ra nhiều nước lắm, với lại nó không có đứt được, nó dai lắm. Còn thịt bá khía, thịt xào á. Chấm thử miếng á. Nó ra nước trùm lum á, em cắt con kiểu mà cắt kiểu khô lần ăn á. Ngon hơn. Xin miếng, thử. Bóc cái con nó được. Chiều họ mới gì à? Chiều bữa nay. Ấu. Nó chưa hết nữa. Thử. Đây, cho các bạn miếng nè.
Ăn. Tụi nó ăn cơm không? Nó ăn thích. Chị ăn à? Thôi rồi, nó là đang ăn kẹo nên không thích ăn. Này em muốn ăn á? Đổ ra miếng nước dầm. Dầm ớt á. Không, ý anh nói dầm ớt kiểu mà để trứng này nọ á. Em muốn ăn kiểu đó đó. Dạ rồi. Em có để ớt luôn kìa. Ớt không cay, anh ăn rồi. Anh ăn cay mới lạ. Anh ăn rồi mà, nè. Lấy thêm đi, lấy ớt tỏi. Cái người ở đây ăn cái này thèm ăn cơm muốn không ạ? Hai người này một bên ăn cơm, một bên ăn cơm. Hai bên đều ăn cơm. Cái này bụi rưỡi quá mà. Không sấy luôn. Bình thường ở nhà mới ít nhất là sấy tóc. Bên này không luôn. Sáng sớm gọi đầu xuống để vậy thôi. Đầu tới lúc làm đồ ăn bục lên vậy thôi. Mình đi ăn cơm nên các bạn đang sấy đồ. Cảm ơn các bạn nhé, mình sẽ hẹn gặp các bạn video tới tiếp nhé.